好，然后下一步呢，我们就要把毛疏通。giờ chúng ta chải ngược lại không? Xoa 皮筋的主要原因是要让它的冠能够完全的支撑度，不可以散开。cái mục đích cột ba cái lông này phía trước là để cho lông nó đừng có bị tản ra, nó loạn. 因为我们作为 A 级的美容师，在做完 A 妆之后，它是要下地运动的，如果没有皮筋的扎紧的话，下地之后它会散开。Vì khi mà chúng ta thực hiện mà thi level A thì cái lông này con chó nhiều khi nó vận động nó lúc lắc ấy, lông nó tản đi ấy. Thành ra là khó một phần làm được. 那我们现在要做上胶前的准备，做头包。Chúng ta làm cái phần phía trên đầu. 一些国家的称呼不一样，有些国家会管它叫 bubble，bubble。也有些国家管它叫头孢，还有些国家管它叫头花，其实都是一个部位。OK。Tùy theo cái cách làm của nhiều quốc gia thì cái này là làm ở phía trên đầu và nó bong lên thành cái con bóng. 那在日常的练习当中，这里的时间工作不可以超过三分钟。Quy tắc của thầy là làm cái này không được quá 3 phút. 建议大家在日常练习当中做到一次成型，不要反复。Mong mọi người chú ý là làm thì làm một lần là đạt rồi, chứ đừng có làm đi làm lại nhiều lần. 好，我现在来演示做头花的方法。在拽头发之前，用分界梳将它疏通，Ở cái phần lông trên trung tâm phần không thấy cái này. 然后捏，用右手大拇指捏住它的额段的区域，捏住。Dùng cái ngón tay trỏ đó ấn vào chỗ trán của chó. 左手大拇指和食指掐住皮筋，掐住皮筋。有一个 ngón dấu chặt ở đây. 贴着头盖骨的方向向后拉，kéo từ cái trên cái chỗ hộp sọ trên này kéo được rồi. 然后向前推，sau đó kéo từ từ lại. 之后抓住皮筋后皮筋上方中间的毛，rồi bấm lấy tay giữ vào cái chỗ mà khúc một cái giữa của sợi thun. 重新再梳一遍，假两轮的。然后我们的左手要向前推，chúng ta kéo qua kéo lại, 向前推，kéo về phía trước, 捏出你想要的头包宽度，rồi chỉnh theo cái độ bạn bạn độ rộng, 向前拉，kéo về phía trước, 疏通。假两轮。再拉，kéo lại. OK。然后大家可以看到，它现在是松的。cái giờ mình thấy là nó thoải mái này. 我们要把后皮筋上方的毛像系鞋带一样系紧。xé cái thùng này, cột này. 这样就稳定了。Như vậy thì nó sẽ cố định. 然后我们再调试外侧。chỉnh lại một chút. cái bên ngoài. 大家看到有一些碎毛了吗？能看到吗？Mọi người có thấy rõ cái chỗ lông nó phồng ra. Thảo bao giờ, 不要上的过多。Đừng có cho quá nhiều dầu nữa. Giống như keo. 这样的做法
会把头孢做得很干净，没有杂毛。như vậy thì lông nó sẽ sạch, không có bị không bị dính, bị tưa ra,那好，我们现在上交前的准备工作已经完毕了，大家还有不清楚的吗？bây giờ cái bước mà thoa dầu phía trước các bạn thấy có khó lắm không? 好，那我们来进行上交。Xin nói với các bạn là cái mức độ ở chỗ này thì rất là quan trọng. Không thể quá thấp. Quá thấp, 审查员看不到他的眼睛. No. Nếu quá thấp mà cái người kiểm tra họ nhìn xuống thấy con mắt của con chó là không được. 过高也不可以. Cao quá cũng không được. 这样会角度不好看，头纹不漂亮，cái độ vùng hộp thẩm mỹ sẽ không có được đẹp. 这里的角度大概在45度左右。cái góc mắt nhìn thì chia là khoảng 45 độ. 这里的角度接近于平面。cái góc này thì nó nối tiếp cái phần thẳng này. OK.通常我们在上交之前呢，会把毛梳顺，自然的散开。Khi chúng ta chải cái phần đầu này thì chúng ta để cho lông nó mượt và tự nhiên mà nó tản ra bên ngoài. 我们来上头层胶。那大家在初次练习的时候，气胶你选择的气胶，它的气压大小是完全可以靠你的手指的压力来控制的。Cái sự keo này thì nó chúng ta phải làm trước thì nó ảnh hưởng là nó do cái bàn tay cái ngón tay chúng ta ấn mạnh hay là nhẹ cái keo nó ra cái chất lượng nó đúng nó nhiều hay ít. 我先给大家演示三种的捏压方式。Tôi sẽ giới thiệu cho các bạn ba cái cách mà tôi ấn. 这是大量的出胶。Bây giờ ấn mạnh này.这是中端出胶，nhẹ từ khoảng chính giữa, cái mức độ giữa. 最后的细微上胶，nhẹ hơn, hơi nhẹ hơn. 大家能感觉到是三种气压吗？Mọi người có thấy là cái cảm giác được cái tốc độ mà nó cao mình sực cao. 所以说，优秀的美容师他的手指的力道是完全可以控制住气胶的出量的。Cho nên là cái lượng cao này nó ảnh hưởng là tùy thuộc vào cái ngón tay mà chúng ta ấn mạnh hay nhẹ. OK. 日常练习的时候可以不用买气胶去练习哦。Khi chúng ta thực tập thì đừng có mua keo mà thực tập nha.可以用一些杀虫剂，我们喷虫子来掌控。空气清新剂啦，或者是空气清新剂都可以。用气胶作为基础练习很伤钱。伤钱包。好，我们现在用轻微的力量去上头层冠。用轻微的压力去上头层冠。Chúng ta dùng cái lực ấn nhẹ để xịt keo lên. 因为我们在上头层冠的时候呢，是需要临时定型，
不要上大量的气胶。Vì chúng ta đầu thì chúng ta muốn chỉ là để định hình cái vị trí của cái tạo hình của cái đầu lông đầu nên không có cần phải dùng lực mạnh quá để ấn. Xin phép 告诉大家一个方法啊。Chỉ cho các bạn cái cách này. 很多审查员是非常在意你的喷胶喷到狗的眼睛鼻子的。Một số người kiểm tra giám thị đó sẽ họ kiểm tra coi là mình có xịt trúng mắt hay là mũi của con chó hay không. 因为它都是化学的东西，会伤害到小狗狗。Cái này là chất hóa học thì ảnh hưởng không tốt cho đến con chó. 通常我们在操作的时候呢，会有两种方法。Khi thao tác này thì chúng ta có hai cách làm.第一种呢，可以用遮挡的形式挡住眼睛和鼻子，ngăn lại cái chỗ mắt và mũi của con chó。但是有些狗呢，它是这样不舒服。Nhưng có một số con thì nó sẽ cảm thấy không thoải mái。第二种方法，我们可以用手去遮挡、挤压。Cách thứ hai thì chúng ta dùng tay, chúng ta chỉnh cái phần đầu của con chó。Okay.